Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Khi nhắc đến những cái mẫu bàn phím cơ, anh em chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến những mẫu bàn phím cơ có mức giá 500 một triệu đến từ các hãng như kiểu là Deu, Endura hay là Fulan. Cao cấp hơn chúng ta có bàn phím cơ đến từ Corsair, Leopold, IKBC hay cao cấp nhất chúng ta lại có Philco. Nói chung là những cái mẫu bàn phím cơ đấy anh em mua về và sử dụng được luôn. Nhưng hiện tại ở trên những cái group hay trên thị trường đang rộ lên một chút liên quan đến bàn phím cơ custom. Vậy thì bàn phím cơ custom là gì? Thì để giải đáp được câu hỏi đấy thì ngày hôm nay mình nên mời đến đây một ông anh làm tại Anphat. Ông anh đấy có hơi nhiều bàn phím cơ một chút thì sẽ cùng nhau để giải đáp xem câu hỏi bàn phím cơ là gì. Thì mời anh giới thiệu bản thân. Xin chào các bạn, mình tên là Kiên. Mình hiện giờ đang phụ trách Gaming Gear của Anphat PC. Thì như Nam cũng đã giới thiệu thì mình có cái niềm đam mê về bàn phím cơ hay là bàn phím cơ custom nói riêng. Đây cũng là những cái mà liên quan đến cái nghề của mình, thế nên là mình thực sự là yêu thích nó. Và để cho cái nhìn khách quan thực tế hơn thì nội dung ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung đến những khái niệm cơ bản nhất liên quan đến bàn phím cơ, và chúng ta sẽ không đào quá sâu đến những khái niệm về bên trong, bởi vì nếu mà đào quá sâu như vậy thì chắc chắn khi mà những cái người bạn nào mà chuẩn bị xem video này chưa biết gì về bàn phím cơ custom mà nhắc đến những khái niệm đấy thì sẽ làm cho video rất là khó xem. Thế nên chúng ta sẽ đề cập đến những cái khái niệm cực kỳ dễ dàng để ta có thể tiếp cận được. Và theo những thông tin được mình được biết đấy, từ anh Kiên là cả 6 mẫu bàn phím cơ anh Kiên đang có ở đây là của anh Kiên luôn, tức là anh Kiên mua về và sử dụng luôn. Vậy thì em đã nhìn thấy ở đây tổng cộng là 6 bàn phím cơ. Chúng ta sẽ cùng nhau giới thiệu về cả 6 mẫu bàn phím đi, thì để cho mọi người xem video có một cái nhìn trực quan nhất. Thì đây, gần em nhất, em đang có mẫu bàn phím cơ. Thì như em nhìn đây, có thể đến tên từ Outlab à? Outlab. Anh có thể giới thiệu một chút về mẫu bàn phím cơ này không nhỉ? Giới thiệu nhanh đi. Chiếc bàn phím cơ mà Nam đang cầm đấy là đến từ Outlab, tên là Outlab Voice 65. Chiếc bàn phím cơ này đầu tiên thì anh em có thể nhìn thấy nó là thiết kế là 65%, tức là nó chỉ có khoảng 67 phím so với lại 104 phím như những cái bàn phím full size. Thì đây là cái bàn phím cơ mà có vỏ nhôm. Mình đang sử dụng cái switch là switch Combat Bomb cùng với bộ keycap là MT3-2048. Vậy là đây là thông tin đầu tiên chúng ta về một trong 6 bàn phím. Thì bàn phím tiếp theo ở đây thì mình thấy đây là có chữ Nhật, mà anh em trong tháng 11 cực kỳ đam mê những cái dòng chữ này. Anh có thể giới thiệu một chút không nhỉ? Chiếc bàn phím này anh em cũng có thể nhìn thấy là nó cũng là một chiếc bàn phím mà 65%. Chiếc bàn phím này có tên là Canoe Gen 2 đến từ Percent Studio. Chiếc bàn phím này thì cũng có vỏ bằng nhôm. Switch mình đang sử dụng là switch Holy Panda và bộ keycap là EPPT Kon Momo. Và một bàn phím cơ nữa, nhưng mà nhìn trông cũng khá là giống. Mỗi tội là vỏ đã trong suốt hơn và bộ keycap thì vẫn cứ phải làm phong cách gì đó hoài niệm một chút. Đây là chiếc bàn phím KBD 67 Mark 2 đến từ KBD Fan. Như anh em có thể nhìn thấy là chiếc bàn phím này thì đặc biệt hơn hai mẫu phím kia là vỏ của nó trong suốt, bởi vì là nó được làm bằng polycarbonate, là một loại nhựa đặc biệt rất là bền để chuyên làm những cái vật liệu có độ bền cao, giống như là kính chống đạn của cảnh sát cơ động ấy, thì là dùng bằng cái vật liệu này. Bộ keycap mình đang sử dụng là CRP Blackpink, vừa song ngữ có phông chữ Nhật. Switch mình đang sử dụng là của Deu, switch Deu Violet Gold. Đấy, và như các bạn có thể thấy được là mặc dù những cái bàn phím cơ đến từ Deu mà anh em nghe thấy là bàn phím cơ Deu có mức giá khá là dễ chịu dành cho những người dùng là mới chơi, thế nhưng cái switch của họ vẫn được sử dụng trên những cái mẫu bàn phím cơ được custom lại. Để anh em có thể thấy được là cái khái niệm về custom đang ngày càng mở ra. Đúng rồi. Tiếp theo nữa thì mẫu bàn phím cơ thì mình trông sâu qua một chút đi, để mình nhìn qua một chút thì trông rất đẹp. Nhìn về phần mặt sau, đối với những anh em nào sử dụng bàn phím cơ thông thường chỉ nhìn phần mặt trước nó phải đẹp, RGB phải nhiều, nhưng đối với những anh em mà thấy nó custom mà mình biết được là họ chú trọng về cái trải nghiệm, và cái thứ hai nữa là họ nhìn về cả mặt sau nữa. Vậy thì anh Kiên thấy cái em vừa nói có chuẩn không nhỉ? Đúng rồi, chiếc bàn phím cơ này tên là Magic Vita, đến từ Magic Lab. Đây là một cái hãng mà rất là nổi tiếng của Trung Quốc, chuyên sản xuất những cái chiếc bàn phím cơ custom với giá trị rất là cao. Thì phím cơ của Magic Lab có một cái đặc điểm chung, đấy là dành cho những người chơi mà anh em trong hội chơi phím cơ hay nói là người chơi phím cơ hệ nhìn, tức là nó có một cái vẻ bề ngoài rất là đẹp kể cả mặt trước mặt sau. Chiếc bàn phím cơ này thì mình sử dụng là cũng là switch Combat Bomb giống như là Voice 65. Bộ keycap thì mình đã mua cái bộ là Ramawork Heavy Industry với lại cái tông màu cũng là trắng, xám và vàng để nó cùng tông với cái mặt sau. Bàn phím cơ này thì mình rất là thích bởi vì là nó có thêm một cái màn hình nhỏ. Các bạn khi mà mua về thì có thể cài đặt những cái file
ảnh động để chiếu lên trên cái màn hình đó. Anh em nào mà tháng này mà có bản phím đấy là biết phải cài nhiều đấy. Thì ở bên ngoài cùng kia có một bản phím mà anh em nào mà giữ bản phím không nhất thiết phải chơi bản phím các tầm đâu, dùng bình thường thôi thì nhìn qua một phát là biết ngay đây là bàn phím đến từ Akko. Thì anh chị có thể giới thiệu với em về bàn phím của Akko không nhỉ? Ở đây trên tay mình là chiếc bàn phím cơ cũng là custom đến từ Akko, tên là Mod 001. Đây là cái kit chiếc bàn phím cơ mà custom đầu tiên của Akko. Nó cũng có vỏ bằng nhôm, rất là nặng. Chiếc bàn phím này thì full hoàn toàn cấu trúc là của Akko luôn. Từ switch này, switch là mình đang dùng là Akko CS Lavender Purple, và bộ keycap là bộ keycap ASA Profile tên là Chocolate. Mình thấy là nó cũng rất là hài hòa và rất là đẹp. Và ở ngay bên dưới đây là mẫu bàn phím cơ mà em thấy có màu sắc cực kỳ hoài cổ. Thì anh Kim giúp em giới thiệu mẫu bàn phím cơ này. Đây là chiếc bàn phím cơ Zelia Bob, cũng đến từ Outlab giống như là chiếc Voice 65 kia. Thì khác biệt là chiếc này dùng layout là 75, tức là nó có thêm dãy phím F ở phía bên trên như anh em nhìn thấy. Chiếc này thì cũng là làm bằng nhôm nhưng mà có cái tạ đồng rất là to ở đằng sau, anh em có thể nhìn thấy. Thì trọng lượng của nó rất là nặng. Switch mình sử dụng trên chiếc bàn phím này là NK Cream đến từ của do Kai sản xuất, và bộ keycap là CRP C64, nó có cái màu vintage, nó rất là hợp lại cái màu vỏ phím là cái màu New Drope đây. Thì như ở đây em thấy được là có 6 mẫu bàn phím, và cả 6 mẫu bàn phím cơ này thì đều mang những cái sự khác biệt nhau về cả hình thức lẫn cái chất lượng cấu tạo bên trong. Vậy thì em đang có một câu hỏi được đặt ra ở đây là cái giá trị để anh có thể sở hữu được 6 em này thì từng em một giá trị của những em đấy sẽ là như thế nào? Có thể giới thiệu từng em một không? Đầu tiên là chiếc bàn phím Voice 65 bên trên. Thì chiếc bàn phím này tổng giá trị thì mình build lên em nó rơi vào tầm khoảng 15 triệu. Vậy là nhiều hơn cả một tháng lương làm việc rồi của mình. Còn của anh Kiên thì mình không biết được. Em này thì sao anh? Đây là chiếc Canoe Gen 2. Chiếc này thì mình mất khoảng 12 triệu. Vẫn cao hơn lương của mình. Đây em này đi, em này chắc là thấp hơn đúng không anh nhỉ? Đúng rồi, chiếc này thì mình mất tầm khoảng 10 triệu để build. Đấy, vẫn cao hơn lương của mình. Quá tuyệt vời. Đây thì bàn phím này thì sao anh? Chiếc này là Magic Vita. Chiếc này đặc điểm của Magic là giá rất là cao. Ngay từ cái bộ khung, bộ kit nó đã cao rồi. Chiếc này mình build hết khoảng 21 triệu. Vô cùng tuyệt vời. Mình không thể tin được là bàn phím cơ của mình sử dụng nó bằng 1/10. Ôi trời ơi. Thì ngoài cùng, Akko thì sao nhỉ anh nhỉ? Akko là nổi tiếng với lại giá tốt, hiệu năng cao. Thế là tổng giá trị của cái bộ chiếc phím này là khoảng 4,5 triệu. Cũng không phải là quá đắt. Không phải quá đắt, vẫn gấp đôi bàn phím em đang dùng. Thì đến dưới cùng thì sao nhỉ anh nhỉ? Chiếc Zelia Box này là chiếc có giá trị cao nhất mà mình đang sở hữu. Giá trị để build em nó lên khoảng 23-24 triệu. Thì em thấy là giá của hai em này là cái mức giá cao nhất. Vậy thì là mức giá cao là do mình do nhiều thứ mang lại thôi. Thế nhưng mà ngoài cái mức chi phí về giá ra thì anh thích cái mẫu bàn phím cơ nào nhất trong 6 mẫu bàn phím này, và cái lý do nào khiến anh đam mê cái mẫu bàn phím đấy? Trong 6 phím cơ này thì như anh em cũng biết là khi mà đã mua về thì nó cũng đều là mình đều phải thích cả. Tất nhiên thì trong 6 phím cơ này thì mình sẽ phải thích một chiếc nhất, đấy là chiếc Zelia Box này. Thì lý do mà mình thích ấy, đầu tiên là cái cảm giác gõ. Mình thì mình là hệ gõ chứ không phải là người chơi hệ nhìn, nên là đầu tiên là mình phải quan trọng nhất là cái cảm giác gõ của chiếc bàn phím kia này rất là tốt. Sau đấy là cái âm thanh mà khi mà mình sử dụng ấy của chiếc Zelia Box này thì tất cả anh em trên thế giới mà chơi phím cơ custom đều phải công nhận là nó thực sự là rất là tuyệt vời. Khi mà mình cắm tất cả các loại switch hay là mọi loại keycap lên đều cho cái chất âm rất là tốt. Ngoài ra về hình thức thì mình cũng rất là thích những cái màu mà nó hơi vintage một chút như thế này. Đối với những cái mẫu bàn phím của anh kia ở đây thì như em thấy được là có thể là ngoài bàn phím cơ đến từ Akko. Akko đây là cái custom đầu tiên của Akko rồi đúng không anh nhỉ? Đúng rồi. Thì hầu hết những bàn phím này đều do anh tự làm, tức là anh mua những cái bộ phận riêng lẻ về anh lắp vào đúng không? Phím cơ custom ấy thì hầu hết là ở đây thì là các hãng, các nhà, các maker ấy là họ bán riêng cho người chơi là bộ kit. Bộ kit tức là họ sẽ bán một cái vỏ riêng này, đi kèm với một bạc mạch riêng này, tấm plate riêng này. Anh em sẽ về sẽ phải ráp chúng lại với nhau, rồi mua những cái bộ phận phụ, những cái bộ phận nhỏ hơn, ví dụ như là staff này, hay là tất nhiên là mình sẽ phải mua thêm switch này, hay mình mua thêm keycap phù hợp để mình gắn lên để tạo thành một chiếc bàn phím. Nghe thì có vẻ dễ, giống như kiểu chơi Lego lắp ráp vào là xong, về mặt lý thuyết là vậy, nhưng thực tế thì đôi khi hơi khác. Thì em sẽ đặt ra một câu hỏi là
em đang có mẫu bản phím cơ bình thường, mẫu bản phím cơ hỗ trợ hot swap. Thì hot swap ở đây tức là ngoài cái bên ở bên dưới keycap này là cái switch đây là để anh em có rất nhiều cái switch đến từ các hãng thì mình sẽ nói nhanh qua là kiểu Red, Green thì có gì mình gọi chung chung là switch thôi. Thì em rút cái switch ấy lên, em cắm một cái switch ấy vào một cái switch khác thay thế vào từ một hãng khác cho cảm giác gõ khác hoàn toàn luôn, thì liệu thì cái bàn phím đấy có được gọi là custom hay không? Với quan điểm của mình thì một chiếc bàn phím cơ mà có thể thay thế được switch mà anh em có thể mốt lại một chút, có thể chế đi một chút để theo ý mình thì đã được gọi là chiếc bàn phím cơ custom. Ví dụ như chiếc Aco này thì khi mà hãng họ bán cho end user ấy, thì là họ sẽ bán một cái kit bàn phím nhưng mà cũng đã được lắp ráp hoàn chỉnh và đến tầm khoảng 80% rồi. Anh em chỉ việc là mua switch về cắm vào rồi mua một bộ keycap mà thấy phù hợp với anh em cũng gắn lên nữa là có thể đã sử dụng được luôn. Đấy là những cái chia sẻ của anh Kiên về 6 bàn phím này, và cả 6 bàn phím của anh Kiên đây là anh Kiên đều mua về và sử dụng cho nhu cầu cá nhân hết, tức là vừa sử dụng ở cơ quan cũng là vừa mang về nhà để có thể sử dụng và đôi khi là để trưng bày cho đẹp nữa, mình về mình nhìn ngắm. Thế còn đối với những bạn mà chuẩn bị bước chân vào chơi vào bàn phím cơ hay mà anh em hay gọi là newbie đi, thì chúng ta hãy đến những câu hỏi mà dành cho những bạn làm vừa bước chân. Mình sẽ đặt tâm thế mình là một người chuẩn bị bước chân vào, thì khi mà nhìn những mẫu bàn phím này thì nhìn sơ qua thì em nên bắt đầu từ đâu? Trên khía cạnh cá nhân, chúng ta chia sẻ trên khía cạnh cá nhân. Đối với lại những cái bạn mà mới chơi ấy, thì mình có một lời khuyên là thực ra này, cái khoảng thời gian mà mình chơi phím cơ custom nó cũng chưa được nhiều. Bắt đầu từ đợt dịch vừa rồi thì mình bắt đầu có nhiều thời gian mà ở nhà cũng rảnh hơn, thì mình bắt đầu là cũng lên các group, các trang web, bắt đầu mình đọc về những thông tin về bàn phím cơ custom thì bắt đầu mình mới chơi. Khi mà mình mới chơi mình cũng mua những cái chiếc bàn phím, những cái bộ kit mà có mức giá tốt khoảng một vài triệu, mình chơi dần, mình lắp dần. Khi trong cái quá trình mình chơi, mình lắp, mình sử dụng đó thì mình sẽ bắt đầu có những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, mình sẽ biết được rằng là nhu cầu của mình đến mức nào, nhu cầu của mình thích cái gì, thì sau đó anh em sẽ có những cái lối đi, những cái cách lựa chọn những cái bàn phím cao cấp hơn, nó sẽ dễ dàng hơn. Chính vì thế nên là đối với lại anh em như bài ấy thì cũng không nên quá lo lắng về cái việc mà mình phải bỏ ra rất là nhiều tiền để chơi một cái bàn phím cơ custom. Cái điều đấy là điều không đúng, bởi vì trên thị trường hiện giờ ấy, ví dụ như là Aco họ sản xuất ra một cái bộ kit bằng nhôm CNC với lại cái chất lượng mà anode rất là tốt, rất là đẹp như thế này, với chỉ mức giá chỉ khoảng 3 triệu cho một bộ kit, switch để gắn lên đây khoảng 500.000, rồi thì bộ keycap khoảng 1 triệu. Mình cho rằng là cũng là một cái mức giá mà hầu hết là anh em chơi phím cơ custom có thể chi trả được. Thậm chí là như Anphat bên mình cũng sẽ kinh doanh các thương hiệu như là FL Esports ấy, là những cái thương hiệu mà cung cấp đến cho người chơi những cái bộ kit giá dưới 1 triệu, cũng đã bắt đầu có những cái bộ kit để cho anh em chơi custom ok và chất lượng rất là tốt. Thế nên là anh em mà mới chơi đi, đừng lo lắng về cái vấn đề về kinh phí quá. Anh em cứ đam mê đi, anh em cứ tìm hiểu đi, lên các diễn đàn, các group, học hỏi nhiều kinh nghiệm, nhiều kiến thức, thì anh em sẽ biết được là mình cần cái gì, mình muốn cái gì, mình thích cái gì. Lúc đó anh em sẽ tự tin để chơi những cái chiếc bàn phím cơ. Giống như cái khi anh em sử dụng bàn phím cơ ấy, thì anh em sẽ bây giờ, nếu như anh em mà chưa bước chân vào bàn phím cơ custom, anh em sẽ nghĩ là bàn phím ABC đây chúng tôi sử dụng Cherry Switch, ôi bàn phím kia sử dụng Switch đến từ hãng khác chắc là không ngon rồi. Nhưng mà đôi khi ấy thì cái việc cái Switch ngon là một phần, nhưng quan trọng là cái keycap bên ngoài nó đáp ứng cho nó có chất lượng của keycap như nào, thì nó sẽ đáp ứng được cái trải nghiệm gõ rất cao, đúng không anh Kiên nhỉ? Nếu như mà bộ keycap mà em sử dụng bộ keycap có rơi khoảng chừng 200.000 có một bộ keycap rồi, thì nếu như mà so với bộ keycap mà đây em hỏi là những bộ keycap mà sử dụng đến 4 triệu, thì cái trải nghiệm của bộ keycap nếu mà so với Switch thì chỉ khoảng 30%. Trước khi nói về keycap ấy thì mình muốn chia sẻ một chút là giá trị của một chiếc phím cơ custom nó sẽ ảnh hưởng bởi rất là nhiều yếu tố. Từ những cái việc là đầu tiên như là độ hiếm của chiếc bàn phím đó, anh em sẽ phải đợi group buy, đợi 6 tháng, 1 năm, thậm chí đến 2 năm bắt đầu mới trả hàng. Nó cũng sẽ làm cho giá trị của chiếc bàn phím nó cao lên. Rồi thì cấu trúc của bàn phím nó sẽ phức tạp hay là không phức tạp. Rồi thì vật liệu cấu tạo lên bàn phím, switch, keycap như là Nam vừa nói. Thì để trả lời câu hỏi là của Nam ấy, thì ngoài cái tất nhiên thì là cấu trúc bàn phím thì anh em có thể tìm hiểu sau, bởi vì cái đấy nó cũng tương đối là khó với lại anh em mới chơi. Nhưng mình có thể chia sẻ là
Để mà quyết định cái cảm giác gõ thì switch và keycap rất là quan trọng. Switch thì anh em biết rồi, như là Nam nói thì là trên thị trường thì anh em hiện giờ đây đang tập trung vào cherry. Đúng rồi, cứ cherry là ngon. Cứ cherry là ngon. Theo lý thuyết là đúng. Đúng. Nó là một phần đúng bởi vì cherry là một cái hãng sản xuất switch rất là nhiều năm nay rồi, hàng chục năm rồi, 20 năm rồi. Thế nên là họ đã khẳng định được chất lượng về cả về cảm giác gõ cho đến độ bền, độ ổn định thì cherry là tốt. Nhưng mà hiện giờ thì người hàng xóm của Việt Nam ấy là anh Trung Quốc, anh cũng đã sản xuất ra là cũng rất là nhiều những cái loại switch. Ví dụ như là mình giới thiệu tất cả từ 6 chiếc bàn phím đây của mình đều là của Trung Quốc sản xuất chứ không phải là Cherry. Ngay kể cả là Aku là có mức giá rẻ nhất cho đến cái chiếc Jelly Epoch này đều là switch do Trung Quốc sản xuất cả thôi. Nhưng mà chất lượng mang lại là rất tuyệt vời. Thế nên là anh em không nhất thiết là cứ phải mua Cherry switch. Đó là cái đầu tiên. Còn cái câu hỏi thứ hai của Nam ấy là bộ keycap. Thực ra là keycap thì nó cũng rất là quan trọng. Từ vật liệu này cho đến profile này, tức là chiều độ cao của keycap này. Rồi thì thiết kế về hình thức các thứ. Đây ví dụ như anh em có thể tham khảo trước là cái phím Voice 65 của mình thì là dùng cái bộ keycap là gọi là high profile, bởi vì anh em có thể nhìn thấy là cái bộ keycap nó rất là cao, là tên là MT3-2048. Thì cái bộ keycap này nó đặc điểm là nó cho tiếng rất là trầm, đầm, khác biệt hoàn toàn với lại cái bộ keycap như là bên tay phải Nam đang cầm đây là của FPVT, là Cherry Profile thấp hơn nhiều thì sẽ cho một cái cảm giác gõ sẽ hoàn toàn khác và cho cái âm thanh cũng rất là khác. Cái này thì không nhất thiết là cứ phải keycap cao mới là tốt hay là thấp mới tốt, mà cái này là phụ thuộc vào sở thích của anh em. Nhưng mà mình có thể khẳng định được rằng là những cái bộ keycap thông thường thì sẽ đắt tiền ấy, thì nó sẽ cho cảm giác gõ rất là tốt. Thực sự là như thế. Ví dụ như là những cái bộ keycap như của SA này, hay là GMK này, hay là EPPT, hay là MT3 kia là đều cho chất lượng gõ rất là tốt. Ngoài ra thì tất nhiên không cần phải là bỏ ra quá nhiều tiền để mua bộ keycap đến 4-5 triệu. Anh em có thể chọn keycap của ACO với mức giá khoảng 1 triệu. Vẫn có keycap cao, đây là ASA Profile, cao gần bằng MT3. Cho chất liệu là PPT Double Shot, độ bền rất tốt, độ hoàn thiện tốt, phông chữ đẹp, với mức giá chỉ khoảng 1 triệu. Chưa kể đến còn lắp được cho hầu hết tất cả bàn phím. Đúng rồi, khoảng 90%. Bộ keycap này đi kèm đến hơn 200 nút. Như bộ chocolate này nếu mà mình nhớ không nhầm khoảng hơn 200 nút là thay thế đủ cho các loại layout luôn. Tức là anh em chơi từ bàn phím full size cho đến TKL cho đến những cái bàn phím nhỏ đều lắp được hết. Thì đấy, như anh Kiên đã nói rồi, tức là nếu như bạn nào mới bước chân vào chơi bàn phím cơ mà cái chi phí đầu tư không quá lớn, bởi vì có những bạn là cũng muốn đam mê bàn phím cơ nhưng mới chỉ là học sinh sinh viên thôi, thì các bạn hoàn toàn có thể bắt đầu bằng việc là mua những bộ keycap về để thay đổi cảm giác gõ. Sau khi mua keycap rồi thì cái switch các bạn đang sử dụng, các bạn muốn mang lại cái switch mới hơn thì có thể là lựa chọn những switch khác để thay thế vào. Và dần dần chúng ta sẽ đến cái phần bảng mạch này, hay cái phần bộ kit bên ngoài, những cái thành phần bên ngoài, thì lúc đấy chúng ta sẽ lên từ từ, chứ một phát mà lên luôn thì có vẻ là hơi khó. Tuy nhiên đối với những bạn nào mà tiền mà đã có sẵn rồi thì tiền của mình thì mình tiêu thôi, không thể dạy ai tiêu tiền được cả. Thì ở trong video ngày hôm nay thì mình cùng anh Kiên sẽ giới thiệu những cái khái niệm cực kỳ nhanh dành cho những các bạn nào mới bước chân vào, tức là những bạn newbie là chuẩn bị chơi bàn phím cơ, thì biết được là giá trị tạo ra được một mẫu bàn phím cơ nó là như thế nào, và thay thế những cái thành phần nào mà chúng ta có thể gọi là custom được. Thì ở trong video khác thì mình sẽ mời anh Kiên đến đây và chúng ta sẽ tập trung vào những cái thành phần ở bên trong sâu hơn, để cho giúp những cái bạn nào mà sau khi đã tiếp cận được những cái dễ dàng này rồi thì có thể tìm hiểu được là đặt mua sản phẩm như nào và cần chú ý gọi là bên trong ra sao, và cái giá trị tạo ra những cái mẫu bàn phím cơ lên đến khoảng 20 triệu hoặc thậm chí là có những bàn phím cơ còn hơn cả thế nữa thì giá trị sẽ nằm ở đâu, thì chúng ta hiện nhau ở trong video đấy. Thì chào các bạn, hẹn các bạn trong video đấy nhá. Chào. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.